phân biệt cái này, bên ở bên mình không có phân biệt cái này là trả tiền mặt hay là trả thẻ, không có phân biệt. Có, nhưng mà nó không có phân biệt. Tiền mặt với thẻ nó giống nhau, nó không có phân biệt. Độc lập đó chị nha. Cho nên nhà nó lễ lớn lắm, ai cũng chưa nghĩ hết á. Nhà nước không có đi làm hả thì nghỉ thôi đúng không? Dạ. Nếu mà những cái chợ Việt Nam này nó nghỉ thôi. Bà thấy là tiền nhà nó bắt đóng thì mới đóng. Không ép là cứ mở được là cứ buôn bán. Tại vì em hiểu không? Mấy cái ngày như vậy á, thường á là Việt Nam mình hút. Mỹ người ta đóng cửa mấy cái ngày lễ gì Việt Nam mình phải mở, mở thì bao nhiêu Mỹ nó tới nó mua đồ là ngày đó ngày gì nha, không không bao giờ có đóng, chỉ có đóng cửa về trước xíu thôi, mấy cái ngày lễ như là Christmas trước cửa luôn em.
đâu được. Tại vì em thường sát quá nên là nó là để phòng người ta nó cái bàn chỗ thôi. Bự kìa.